Trận đấu này cực kỳ khó khăn đối với mình, liên tục là những tình huống phá rừng, cướp rừng, sau đó lại phá rừng, gần như mình chả ăn được gì cả, và kết quả là thế nào thì anh em cùng xem nhé. Ở ngoài sảnh thì được Aya khen đẹp trai khiến mình phê trong lòng. Vào game thì Aya quyết định bỏ AD để đi theo trai đẹp luôn. Sau đó mình khởi đầu từ bùa xanh, nhưng thấy team bạn bảo xin bùa xanh là thấy không giòn rồi. Mặc dù Dirac cố gắng che nhưng nó vẫn phá rừng thành công và tốc biến bỏ chạy. Mình biết nó sẽ không để yên cho mình ăn tiếp, nên mình di chuyển xuống ăn bùa đỏ luôn. Sau đó mình trở về ăn bùa xanh, nhưng đã bị cướp khiến mình cay đỏ dai. Thằng mập liên tục phá rừng và nó nghĩ làm như vậy là mình sẽ nản, nhưng nó không biết mình mới là tên cướp thật sự trong trận đấu này. Và nhờ pha cướp được tà thần bạo chúa, team mình có lợi thế về người và đẩy lên. Cuối cùng team mình lật kèo luôn cả trận đấu này. Và bài học mình rút ra là có Aya là tăng thêm 200 công lực.